Xin chào mọi người đã đến với kênh Sơ lược ngày hôm nay. Tôi đang đếch tên 15 phút 89 điểm, tức là 1 phút 40%. Chỉ số hiện tại là 1.113,85. Khối ngoại thì khối ngoại bán ra 314,08 tỷ về dòng tiền. Về dòng tiền thì có 308 tên mà giảm là 191 và mã không đổi là 69 mã. Ngày hôm nay thì có nhiều mã tăng mạnh giống như thị trường bây giờ. VN Index bây giờ tăng kéo lại cái trên cái hỗ trợ 150. Hôm nay hôm qua là nó về từ vùng 125 này, kéo cái chân lên. Về phân tích kỹ thuật về VN Index thì mình quay qua phần chặt ngày đây, ngày như vậy. Ngày thì hôm nay có một cái cây nến rất là mạnh kéo lại, buổi sáng là nó là giảm, buổi chiều nó là kéo lại rất mạnh. Bây giờ nó sẽ đi đâu, nó sẽ quay về những vùng nào, đây là pha hồi hay là pha tăng mạnh của thị trường. Bây giờ nó là break trend giảm. Hiện tại bây giờ nó sẽ lên cái vùng mà trên này, cái vùng 1.170, cái vùng này, cái vùng kháng cự phía trên, để xem nó có phản ứng rồi có vượt qua được không. Nhưng mà thường nó mà đúng nó tăng theo nó sẽ tăng ấy, thì nó sẽ quay lại tiếp, quay lại tiếp cái vùng mà nó đã bước đi lên này, sẽ bắt đầu nó đi lên. Đối với những mã mình bắt đấy cũng vậy, bắt ngay cái điểm mà nó về nó test rồi nó đi lên này, nên nó không nên bắt cái đấy như này. Đấy mà từ cái vùng này bước lên này không có cái mã nào mà nó hay là cái phiếu nào mà nó bước một lần đi lên được hết, khó. Nó cũng phải retest nhẹ nhẹ lại, giống như cái đoạn này này, giống như đây này. Nó rút chân rồi, nó lên đây, nó phải về đây, nó vô đây test lại, nhìn ra nó mới đi lên. Nếu coi chặt giờ thì chỗ đây rõ ràng là nó sẽ ra hai cái đấy, hai đấy là đi lên. Và bây giờ là khuyên sao, là khuyên là mọi người không nên đánh đấy, đấy đoạn này rất là nguy hiểm. Nếu mà bắt đấy thành công thì có thể canh những vùng mà thị trường lên rồi quay về test mình chốt, kiếm được 10-20% vẫn tốt, nhưng mà không nên bắt đấy. Mã hôm nay mã tăng thì mã hôm nay chứng khoán tăng là mạnh nhất. Mình vô mình xem mấy mã có là như SSI, có một cái thanh rất là mạnh, cái đó rất là mạnh hơn quá kem luôn. Mà lên tới đây thì nó sẽ test lại gì xuống đây đi lên. Nhưng con mạnh thì nó bứt nó luôn, mà ít trường hợp thấy nó ít ETF mà giờ rất là mạnh, nó rất nhiều mã nó đi đi theo kiểu như vậy, giống như VN Index. Nó thường là các cổ phiếu sẽ đi theo giống như cái thị trường. Sao vì cái thị trường là VN Index này nó sẽ phản ánh tất cả mọi cổ phiếu, nó sẽ đi theo như vậy. Cái ông này mà rớt thì chắc anh thì các cổ phiếu không được rớt theo, chứng minh là như cái đoạn từ cái dùng mà từ cái dùng 105 này rớt một phát về thẳng xuống 1.132 đây, có cái nào có
nào có thể tăng được không? Toàn bộ tất cả đều giảm. Nên giai đoạn này mình không nên đánh đáy, đợi thị trường nó xác nhận là mình vào tốt nhất. Rồi, video nói ngắn gọn, chúc mọi người ngày mai có một phiên giao dịch thành công.